Úc Châu quyết định nhập cảng vải thiều từ Việt Nam, tin từ Úc Châu. Báo chí Úc ngày 12 tháng 5 cho biết là Bộ Nông nghiệp Úc đã thông qua quyết định nhập cảng trái vải thiều từ Việt Nam. Đài ABC đưa tin sau 12 năm, kể từ lần đầu tiên xin cấp giấy phép, Việt Nam có thể xuất cảng vải thiều tươi sang Úc. Bộ Nông nghiệp Úc đã đồng ý cho phép nhập vải thiều, đã được kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của Việt Nam và sẽ thông báo cho các nhà nhập cảng trong nước về quyết định này. Quyết định của Úc được đưa ra trong lúc Việt Nam chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch vải thiều bắt đầu trong tuần tới và kéo dài đến giữa tháng 7. Các lô hàng vải thiều của Việt Nam được phép xuất cảng sang Úc bằng đường không hoặc đường biển sẽ phải qua kiểm dịch khi tới nước này. Chính phủ Việt Nam hy vọng đây sẽ là lần đầu tiên có thể xuất cản nhiều loại trái cây nhiệt đới, trong đó có xoài và thanh long. Ông Derek Foley, là người đứng đầu hiệp hội trồng vải ở khu vực Electra, tiểu bang Queensland, cho biết Ông ta không lo ngại về việc hàng nhập của Việt Nam cạnh tranh với hoa quả địa phương. Ông Foley nhấn mạnh rằng Úc không chống lại việc nhập cảng quả vải, chúng trái mùa so với mùa vải ở Úc thường là vào thời điểm giáng sinh. Người trong vải thiều Úc muốn được thấy sản phẩm vải có chất lượng tốt được nhập vào Úc. Một số báo khác trích lời ông Foley nhận định việc nhập cảng vải từ Việt Nam giúp cho Úc đa dạng các mặt hàng trái cây nhập cảng, nhưng vấn đề vệ sinh khử trùng phải được bảo đảm ngành công nghiệp trồng vải của Úc mang lại lợi tích 20 triệu Mỹ Kim mỗi năm, đã xuất cảng qua Tân Tây Lan và gần đây đã được chấp thuận đưa vào thị trường Hoa Kỳ.